ăn phán bát tô gọi lỗ chí thâm. Làm cái thủ đấy nhá. Lỗ chí thâm đầu trọng hóc mà chơi. Đáng lẽ là phải thương bác, có cái gì miếng ngon nhưng mà phải nhờ nhiều cái bác. Đúng không? Mà cái nhà này ngập hết một lần. Đây là tịa cá đó. Rồi, ngon cái này là tịa cá này nhà Bùi Tôn đó. Nhà ba mắt. Hello, xin chào. Xin chào đại gia đình. Có cái gì mà xanh nặng đấy? Đây là con chấm. Chấm à? Ui, con này là chiều là làm cái món gì thì hợp này nhỉ? Hai con cả nhà, hai con chua trắng ngon chưa? Con trôi to. Chua trắng sướng nha. Chua trắng ngon quý hơn cả chấm. Trôi. Hai con này to đấy nhỉ? To đấy. Con này nó bây giờ mấy cân nhỉ? Con này tầm 3 cân. 3 cân còn. Chua này ngon này. Ừ. Cái này con này là tí có khi nằm nồi lẩu đi. Chiều nằm nồi lẩu đi. Nấu trôi cả nhà. To. Người Quyền xách hai con trôi ở dưới ao nhà Bùi Tôn về. Đấy, để chiều có khi nào có nồi lẩu cho nó hấp dẫn. Hai con này to thật. Hôm nay nó có mấy hạt mưa để ăn nậu nó quá hợp lý. Đây, Lê Quyền cá bắt đầu cho ra mình xào đảo lên cả nhà. Hôm nay là món có hàn cá to lắm nhưng thôi mình làm một con cá trôi trắng. Trôi trắng rất ngon này, nó giấm ăn rất là ngon. Đây là cái món giấm cá vậy. Đây còn cái này này. Cho nó hấp dẫn. Cái này chú Xuân với cả bác biển với cả chú Nghĩa là thích lắm. Cái đây là cái gì? Bịa cá. À, đấy, bịa để cá. Nguyên đấy. Còn cái ruột của nó để nguyên, nguyên si. Dành dành riêng cho bác biển với cả chú Xuân à. Tại thì đại ca đấy ăn gà thì sau khôi rồi gà thì biết rồi. Chờ các gì đấy là gà mình làm thôi. Hành thì vàng thơm lức hết cả mũi. Đấy, cá nó cho vào cho mắm muối các thứ vào cả nhà. Đấy, cá hấp dẫn rồi. Mẻ mấy cả nghệ các thứ cho đầy đủ hết rồi. Thì tí nó chín cái là mình cho rau thì nà các thứ hành hết là xong luôn. Đơn giản và nồi gọi là giấm giấm cá đơn giản và ngon. Đấy, rau cỏ đây là tần rau ở nhà trồng được đấy nhỉ, rau sạch hết. Đấy, nó đơn giản và gọn nhẹ. Có cái món thịt gà tha nhà nuôi đấy. Này có bác Hùng với cả chú món Nghĩa này. Món cháu Đình Tiến Cảnh với cả bác bảo thôi không vút Biển Nguyễn Ngọc. Lê Toàn, Lê Quyền. Cha con nhà em quê đấy. Rồi. Đang hai con cháu đang chêm mải chêm nhau quá. Bây giờ xếp cường đây thôi. Và thêm món cá nấu giấm của Lê Quyền. Mấy rồi. Đấy nói cái là cái bịa cái gọi là cái lòng. Phần chú Xuân, nhiều con này chú Xuân chú bận. Nhớ chú. Nuôi bên nhau. Xuân chú bận quá. Em chúc mừng sức khỏe cái này. Rượu này là rượu. Tôi nói nào. Rượu sâm đấy, uống từ từ thôi. Mấy ông này nghe bây giờ loạn quạng. Rồi mời tất cả đại gia đình nhá. Cả nhà ăn cơm cùng anh em mình buổi chiều nhá. Rồi. Rồi mát mẻ thân người. Nấu lắm mà không tập trung ăn uống nó vui như này cả. Nhất thủ nhị vĩ. Wow, nhất thủ nhị vĩ rồi. Quyền lại chơi quả thủ rồi. Quả thủ đấy, tuyệt vời. Thôi. Dã cua rồi. Ồ, chốt lại không ai nói gì nữa, tập trung vào ăn. Okay. Chơi cái bát này khỏe. Ăn phán bát tô gọi lỗ chí thâm. Làm cái thủ đấy nhá. Lỗ chí thâm đầu trọng hóc mà chơi cái quả củ cá này được á. Béo ngậy. Béo ngậy. Hết đi do cơm mới Hùng ơi. Hết kìa. Trời ơi, hết đi do cơm mới rồi. Béo ngậy, chơi cái đầu này.
Đâu, ui, có múc lên biển à? Đây là tao hết rồi. Ôi hết rồi thì em vừa lấy cái múc rồi. Múc chân mới hết thì cho chân mới rồi. Múc chân mới. Tao vừa múc rồi. Ai bảo ui hết trước cái gì? Vừa múc xong. Vừa múc đều này không hết này. Nào, okay. Nào hết thì múc ra chân mới nào. Cảnh nó phải đại diện cho bố nó một chén. Đây, nó không đại gì thôi kệ nó. Thôi kệ cháu nó vẫn còn gì không lên là gì. Chưa tuổi phát triển. Cháu còn trẻ. Cháu nó bé còn lên uống rượu chè gì. Đang à. Ui ôi, bắn tụt tụt, bắn. Đưa đây à. Đấy lâu lắm anh em mới gặp nhau, quá vui con bà. Bia bia đấy, bắp biển quá mà bắp biển, biển nó dành ngay cái ruột rồi. Cánh chết. Ôi trời, chia mấy cháu nữa. Đấy, hai bác cháu tranh nhau cái hai bác cháu mình. Đấy dứt bác dứt đoạn này đi cho ăn đoạn nó. Đáng lẽ là phải thương bác, có cái gì miếng ngon nhưng mà phải nhờ nhiều cái bác. Đúng không? Bắp biển sau nhá. Mà nhà bác này nó ngập hết một lần. Đây là tịa cá đó. Rồi ngon cái này tịa cá này nhà Bùi Tôn đó. Nhà ba mạnh. À, không cần nữa. Ngon bùi nhà béo. Cá nhà mình đun ngon. Không cần lấy gì. Nó sạch sẽ. Đúng không? Cái ăn cỗ buổi chiều à? Cứ nói với người hài phải làm cái nước này cho mới được. Nước xít. Nước giấm cá. Giấm cá. Con cá à? Cứ nhậu nhẹt nhiều chơi cái món này là ngon nhất. Mai mới đón dâu à? Đưa dâu à? Mai. Đầu cấp đấy. Mai này. Đầu cấp nhỉ? Ăn cái này là đầu cấp đấy. Ý mấy cái giọt thơm mà cống ở đây nhỉ? Mai 4 năm ngày à? Ăn này nó sướng. Ăn vắt nhống rồi. Ăn như này mới chuẩn đấy. Giấm cá này, do rau sống mà này, ăn mát ruột lắm. Ăn sướng lắm. Mời cả nhà. Ngon. Ôi đây nhà con đấy đây, đây ngủ à? Đây nhà con ngủ à? Ôi tuyệt vời. Ngủ sướng được. Ngon quá. Để bảo hiên sang sớm quá tuyệt. Ngon lắm. Ngọt nướng lắm. À lẽ thì thường nước dấm cá nó cho đến là đường xuống nướng. Cái để sáng đến chiều cả. Nước xít thì chả ngon. Ồ thế anh không nghe bảo tháng riêng là tháng ăn chơi mới đi ra đi. Quyền thì khéo tay rồi. Thế nó ai bây giờ là kiếm cá mập mũ. Tám đặng tôm. Thế là ông cứ bảo thôi mày bơm lửa đi mà tao lưu thôi. Cá nhà tôm thì ngon thật. Cá nhà thêu. Quá là gọi là ớt thêu và trong tủ nhà thu. Ngon quá. Gần cá. Cá nhà bà Thêu. Nhà bà cám cá nó cảm ơn bà Thêu đã cho con cá trắng to để anh em uống rượu nó mát mẻ thằng người. Đấy, ăn với quả thủ này cũng là ngấy thật. Ngọt. No. Chào cả nhà. Chào nhà. Cả nhà hạnh phúc gia đình mình. Đấy, một quyền. Bên này là hai mâm bên này nữa cả nhà. Đấy. Mâm này mâm trong nữa. Trong có cháu ngồi trong. Đấy, mấy chị em ngồi chỗ này. Hôm nay nó có tí mưa gió này ngồi trong nhà cho nó đỡ ướt. Mà hôm nay ngồi ở ngoài cho nó rộng cả nhà. Bác khoảng hai mai mày nào làm cái đây đi. À, điều anh em một ai mà riêng đây anh em phải sống. Em về nhà phải làm thế. Anh em mình sống là phải quần chúng. Hết nhà hết cho tiền mới nha. Hết đi nào cái chén mới. Rượu sâm đây là uống rượu sâm đấy. Hôm nay là rượu đặc biệt đấy, uống không biết à? Uống đặc biệt đấy. Nào, đây vào đây. Nhanh lên để vào đây. Thằng ngon ngon đây. Ơn à. Dì à. Ồ dì à. Vô khỉ. Nói chung là cả nhà cứ chia sẻ là ăn cơm uống rượu anh em nhà mình nó vô tư đó. Nó quen rồi, nó vô tư thoải mái. Dì à. Còn ngon. Cháu cả nó bình thường tha hồ và thiên nhiên. Tuyệt vời. Thôi. Biển thôi. Thôi á. Không ai nó đây hết. Thế này. Tin lại coi nó nhỉ. Anh đồng bay rồi. Đúng rồi. Đấy cái nước này đắt khách, đắt khách này. Đây là xôi gấc. Xôi gấc. Làm nghe tỏi gà vậy. Xôi gấc. Mấy đứa ăn được không? Rượu xong làm cái tô nước này tỉnh quá. Ông Xuân đang đi nhỉ, đến cho cái bộ ra này đã. Cỗ rồi, cưới rồi, nó đang thấy du ầm, gọi điện thấy du ầm. Tại đây này có thịt chả này, có gì à? Ôi, bỏ gì.
anh Hùng anh ăn hết cái đầu bây giờ thôi, xin phép làm cái đầu. Chỗ này tôi cần chỉ ra, thấy chưa? Đúng rồi, con đấy là nó ngon lắm. Tôi xả láng luôn này. Ngon ngon nhất cà chuối, ngon nhất là cái đầu cà chuối này, nó có hai cái má thịt. Nó cái đầu ngon nhất. Rồi. Chú Quyền chú Nghĩa mỗi người một cái. Ờ. Đầu thì anh Hùng anh làm một cái. Con này ngon này. Đầu này đúng đầu của đầu này đầu cá này cá chui. Chui trắng đấy. Còn là chui trắng của cô. Ngon. Chui trắng. Em làm chui trắng. Chui trắng. Chui trắng đấy, con chui trắng. Đúng con chui trắng ta là bắt. Mút rồi. Mai biển này. Mút rồi. Em. Hoàng dã thiên nhiên. Hoàng dã cả một mình chơi cả cái đầu. Đặng có ai nói gì hết tập trung nào càng chén tự nhiên đây thôi. Bông bác ấy. Bông bác mạnh nha. Người là mượn em có uống chưa đi uống ăn uống cho nó an toàn nào hết mình đổ sang anh em mình nhiều nói đủ hết đi riêng một chút cường cái hết nhá hết hết nhá do đầy đầy vào rồi thế này nó cứ từ từ luôn tục hết đâu nhầm nhì rồi gặp nhau vui quá cứ luôn tục hết này say mai này không quay được video lâu ngày không gặp nhau thì cá mới đi xuống này đấy ăn mạnh lên rồi mày 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 ông biển về bắt ông thế nào phao câu kia bố cứ phao câu à đấy mà cầu to thế mà bác biển thì quên mất. Ê. Đấy bác nào miếng đấy ngon đấy. Này, chá cũng ngon, gà này gà nhà nuôi thì ăn ăn đũa ăn thóc này là mình. Ủa cái bẹn này mà không bố nào lấy ăn này, cái bẹn này gà. Bị có người mất bây giờ nhìn rồi. À rồi bẹn là khắm. Đấy, nó bảo rồi. À rồi bẹn là khắm nhất. Cái này nó liền. Gà nhà nuôi ăn đúa nó vẫn khác phải không? À rồi bẹn là khắm nhất chứ gần đặc. Đâu? Bẹn là khắm nhất chứ gần ăn bẹn đi. À, với ngay phao câu xong là đã lại thêm cái phao câu nữa. Ăn bẹn. Một con gà là hai cái phao câu. Biển gà nó khôn lắm, nhiều con mắt tinh như thế mà. Mắt tinh lắm. Nhìn trắng thì dùng dương ra mà nó nhìn biển gà tinh thế. Một con gà là hai phao câu. Thế ý anh như nào? Ý anh lại bảo nghĩa cái thằng cường tí nó lại ấy nè. Cái này nè. Đầu năm chưa thiếu à? Đấy, gà thì nhà nuôi được nhỉ. Đấy, cá thì xuống bùi tôn. Đấy bùi tôn gạn ao ấy là cho hai con to vật vã. Nào con nồi chấm. Ăn không hết. Dân người không người chẳng. Mình thì nó bận lắm. Mình khoái cái món quan tây hầm xương lắm cả. Quan tây hầm xương thì chân giò. Đây móng giò nhỉ. Ngon. Ô, đây móng giò hầm quan tây. Quá tuyệt vời. Với kiểu rau sống. Cá ăn hết đầu rồi, ăn hết khúc 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 đuôi. Mà chỉ ăn nó ngọt. Chào bây giờ không ăn cái này bây giờ. Con cá này chắc. Bụng cá ba chỉ cá nghĩa là này ăn cái ba chỉ cá. Cái này mỗi cái này mà không ăn nữa thì ăn cái gì? Uống nước cho bác quyền ăn mẹ cả tô Xuân được thiếu này, con gái là đi học rồi. Xuân hôm nay đi có công việc rồi, đi đám cưới. Năm nay chúc cháu lên đường nhập ngũ thành công nhá, tốt đẹp, sức khỏe, bắt tay nhá, chúc mừng. Cơm cháu này là được. Ngon quá nhỉ, cái này mà chào cả nhà cái nhỉ. Cái video quay nó có thời lượng, hôm nay có cái món này nó quá ngon rồi. Đã chia sẻ cho tất cả đại đình xem. Không tả nổi. Không tả được nữa rồi. Rồi, mời đại đình nhá. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhá. Hôm nay có cái món gọi là tần được cây nhà nóng ná vườn hết. Keng keng. Được, hôm nay rồi hẹn cả nhà clip sau đây. Rồi, tập trung chiến đấu cho nó ngon. Rồi chào cả nhà, cái là thanh niên cảnh. Hết lâu rồi, bye bye cả nhà nhá. Rồi, bye bye. Tần đính của cụ Hồ. Rồi, xin chào tất cả đại gia đình. Vai, 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 vai.